Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình hướng dẫn cho tất cả anh em bán cái đồng TRX về Việt Nam đồng trên một cái sàn Coinbank 247 nha tất cả anh em. Một cái sàn này cũng khá là ok đó, uy tín đó. Thì tất cả anh em vào sàn, anh em đăng nhập vào nha. Rồi anh em lướt xuống nè. Rồi thì đây thì nó có hai mục. Mục xanh thì có mục mua TRX về Việt Nam đồng, còn mục đỏ đi xuống là mục bán TRX về Việt Nam đồng. Đây thì nó hỗ trợ những đồng coin này thì nó cũng, anh em cũng muốn mua bán thì cũng tương tự thôi nha tất cả anh em. Thì mình muốn bán cái đồng TRX, anh em nhấp vào mục màu đỏ nè. Rồi chờ cho nó lót một cái một xíu nha tất cả anh em. Rồi tất cả anh em lướt xuống nè. Chị đây đi, chị đang làm chuyện chút xíu chị. Rồi đây đi. Rồi tất cả anh em lướt xuống nha tất cả anh em. Rồi anh em nhập số lượng nè. Ở đây thì anh em bán tối còn là anh em bán được tối đa là 1.423.000 đồng. Số tiền đây nè anh em, không vượt quá con số TRX này nha tất cả anh em. Rồi đây thì mình bán vào 1.400 TRX đi, tất cả anh em nhập vào. Rồi. Giá bán là được 838 đồng 4 838 đồng cho một token TRX thì giá khá là cao nha tất cả anh em. Rồi anh em chọn vào nhập số tiền vào nè. Anh em chọn tài khoản của mình, ngân hàng của mình nha tất cả anh em. Anh em muốn bán về tài khoản nào thì anh em chọn vào hỗ trợ rất nhiều đó. Ngân hàng nè, anh em chọn mình thì demo nữa. Mình chọn ngân hàng ở châu anh em. Rồi anh em nhập cái số tài khoản tiền của mình nè. Chính xác, nhập cho chính xác nha tất cả anh em. Sai một con số là tiền là không mất tiền đó. Rồi 9679. 9679107 nè. Rồi. Tất cả anh em bấm nút tiếp tục nè. Rồi. Thì bán cái đồng TRX thì cũng tương tự như BTC nha, THXRB nha tất cả anh em. Rồi anh em lướt xuống nè. Rồi tất cả anh em lướt xuống. Đây thì nó có là trong vòng 3 tiếng đồng hồ cho tất cả anh em gỡ cái đồng chon vào nha tất cả anh em. Là có là 1.400 chon. Anh em copy cái địa chỉ giấy này nè. Phải gỡ chính xác cái địa chỉ giấy này nha tất cả anh em. Trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Sau thời gian trong vòng 3 tiếng đồng hồ là anh em phải gỡ chỗ xong cái đồng này nha tất cả em. Rồi sau khi tất cả anh em mở ví của mình gỡ cái đồng cho anh vào thì nếu tiền sẽ thanh toán tự động về cho tất cả các bạn nha các bạn. Vậy là mình đã sau khi có giao dịch thì tiền nó sẽ về tài khoản ngân hàng của bạn nha các bạn. Vậy video mình kết thúc nha các bạn. Mọi thắc mắc gì không hiểu các bạn có để lại comment dưới, mình sẽ trả lời cho tất cả các bạn nha. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.